Chiều ngày 16 tháng 12, Công an thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đã tạm giữ lái xe Phạm Đình Huân, sinh năm 2003, ở xã Chi Thủy, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, về hành vi điều khiển xe ô tô đâm vào lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Trước đó vào khoảng 20 giờ 05 phút ngày 15 tháng 12, tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông, trật tự, Công an thị xã Duy Tiên đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm theo chuyên đề. Khi ra tín hiệu dừng xe ô tô mang biển kiểm soát 30K46084 để kiểm tra thì bất ngờ người lái xe tăng tốc vượt qua vị trí kiểm soát, sau đó đánh lái đâm trực diện vào hai cán bộ cảnh sát giao thông rồi bỏ chạy. Sau khi xác minh, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hà Nam và Công an thị xã Duy Tiên xác định người điều khiển phương tiện là Phạm Đình Huân, sinh năm 2003. Chủ phương tiện là ông Phạm Văn Hát, sinh năm 1981, xã Chi Thủy, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Huân là con trai ông Hát. Sau 5 tiếng xảy ra sự việc, Huân được đưa về trụ sở công an. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.